Tử vi tuổi ngọ tháng 10 năm 2024 ngũ hành xung khắc dự báo có những bất ổn trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Nếu công việc bấp bênh, chưa vững chắc cũng là vì bạn để ra căng thẳng trong mối quan hệ chứ không phải do năng lực. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị tuổi ngọ đã đến với chuyên mục tử vi thắng của chúng tôi. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn tới quý anh chị. Trong video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý bạn lên kế hoạch cho một tháng mới làm việc hiệu quả và mọi việc hanh thông. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin chi tiết. Tháng 10 âm lịch là tháng ất hợi. Dương lịch từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 dương lịch. Can chi là tháng ất hợi. Thiên can ất mộc. Địa chi hợi thủy mệnh chủ ngọ hỏa. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi ngọ âm lịch cho thấy chính ấn mang tới cho bạn cơ hội để tạo điểm nhấn trong lòng mọi người. Sự tinh tế và đầu óc nhạy bén của tuổi ngọ tạo nên hình ảnh một người luôn biết cách tận dụng cơ hội. Về phương diện sự nghiệp, nhất bạch nhập cung chính nam báo tin vui đến cho người tuổi ngọ. Những ai theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. Sự nghiệp của bạn cũng đang đi đúng hướng cho thấy dù cuộc sống đôi lúc có thể đầy bất ổn, song bạn vẫn tin vào khả năng tự đứng vững và phát triển, đồng thời không từ chối bất kỳ sự trợ giúp nào thực sự cần thiết. Ngũ hành xung khắc dự báo căng thẳng trong mối quan hệ với đồng nghiệp vì tính cách của bản mệnh lúc này có phần hung hăng, thích tự cho mình đúng, không chịu lắng nghe bất cứ ai. Điều đó cho thấy dù bạn có năng lực nhưng thái độ của bạn không được đánh giá cao. Có thể vì mải mê theo đuổi mục tiêu nên bạn vô tình có những lời nói, hành động khiến người khác hiểu nhầm. Lời khuyên là tuổi ngọ nên thường xuyên tỏ lòng biết ơn và luôn ghi nhớ những người đã sẵn lòng hỗ trợ mình trên hành trình. Tử vi về tài lộc của tuổi ngọ trong tháng 10 âm lịch Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi ngọ âm lịch, bản mệnh sẽ không chỉ dừng lại ở việc đối mặt với khó khăn, mà còn sẵn sàng mở cửa đón nhận những nhiệm vụ mới, từ đó khẳng định giá trị bản thân và mang về tiền bạc cho mình thời điểm cho những động thái lớn và mở rộng sẽ đến sau. Tuy nhiên, tiền bạc lúc này về chưa nhiều, tuổi ngọ đừng mua sắm quá nhiều mà nên tập trung hơn vào kiếm tiền nhé. Ảnh hưởng của tiểu hao nên có khá nhiều khoản chi phí lần lượt xuất hiện giải rác suốt cả tháng. Tuy là số tiền không nhiều nhưng liên tục phải rút hầu bao nên tuổi ngọ vẫn cảm thấy không vui. Thực ra đó là khoản cần chi hàng ngày, chỉ là bạn không có kế hoạch rõ ràng nên mới khó chịu. Bạn hãy xem đó như là cách để khai thông dòng chảy tài chính, muốn tiền vào thì nó cũng phải ra. Đừng nghĩ quá nhiều, gây ra lo lắng không đáng có nhé. Tử Vi về tình duyên. Theo Tử Vi tháng 10 năm 2024 tuổi Ngọ âm lịch, nhân duyên của ngọ trong tháng này không mấy lý tưởng. nguyệt lệnh Lâm Tuyệt báo hiệu vận trình ngày càng có xu hướng giảm sút, các mối quan hệ tình cảm tiềm tàng không ít biến động. Dù bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp, mối quan hệ của bạn sẽ không được suôn sẻ. Đôi lứa thiếu sự thấu hiểu và bao dung, chỉ coi trọng cảm xúc của bản thân nên mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Tình trạng khắc khẩu ngày càng nghiêm trọng, có nhiều khi chuyện vốn không có gì, nhưng bản mệnh lại phức tạp hóa nó lên, nhất là nữ mệnh. Con giáp này thường suy nghĩ nhiều, đa phần lại theo chiều hướng tiêu cực nên nhìn đâu cũng thấy điểm nghi vấn, ghen tuông ẩm ý. Thay vì tự làm khổ bản thân bằng những suy diễn ấy, bạn có thể thẳng thắn trao đổi với đối phương. Một cuộc trò chuyện ngắn, nhanh cũng giải quyết được vô số việc, quan trọng là bạn có muốn điều đó hay không. Người độc thân dễ gặp phải một số mối tình kém chất lượng, trao đi nhiều nhưng nhận lại chỉ toàn lừa dối, nên cần phải thận trọng trong việc nhìn người, tránh bị lừa gạt. Tử Vi về sức khỏe tuổi ngọ. Tử Vi tháng 10 năm 2024 tuổi ngọ âm lịch thực thân mang tới những lời mời ăn uống để bạn có thể vừa vui vẻ vừa tận hưởng bữa ăn ngon. Tuy nhiên, không nên tụ họp liên miên vì nó có thể gây ra tình trạng quá tải cho cơ thể của bạn khi ăn quá nhiều chất. Một số người tuổi ngọ lúc này đang có dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát. Nguyên nhân là do ít vận động, ngồi sai tư thế, khiến cho lượng mỡ tích lại ở vùng bụng nhiều hơn. Cách duy nhất là nên tham gia thể dục thể thao, ăn uống điều độ hơn. Ngoài ra một số căng thẳng trong cuộc sống thời gian này mà tuổi ngọ liên tục đối mặt có thể khiến bạn rơi vào tình trạng khó ngủ, ngủ không ngon. Hãy sớm xử lý tình hình này, đừng để căng thẳng kéo dài, bạn sẽ phải gặp bác sĩ tâm lý để có thể cải thiện tình hình đấy. Bên trên là tử vi tổng quan tuổi ngọ tháng 10 âm lịch năm 2024. Sau đây là vận trình chi tiết tháng 10 âm lịch cho từng tuổi ngọ. Giáp Ngọ 1954 mệnh Kim dễ mất kiểm soát cảm xúc khi tức giận ai đó. Quý nhân trong tháng, Mão và Thìn. Bính ngọ 1966 mệnh thủy, thiếu đi sự thấu hiểu nên hay tranh cãi, mâu thuẫn. Quý nhân trong tháng, hợi và Sửu. Mậu ngọ 1978 mệnh hỏa, học cách quan sát cuộc sống nhiều hơn, không vội vàng đánh giá. Quý nhân trong tháng, Sửu và dần. Canh ngọ 1990 mệnh thổ, có lợi thế trong các lĩnh vực liên quan đến sáng tạo. Quý nhân trong tháng, tị và sửu. Nhâm ngọ 2002 mệnh mộc, một số sự việc bất ngờ xảy ra khiến bạn cần cảnh giác hơn. Quý nhân trong tháng, sửu và tuất. Bên trên là thông tin tổng quan tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn lên kế hoạch cho một tháng mới làm việc hiệu quả. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video video đến đây là kết thúc chúc quý anh chị và các bạn một tháng mới gặp nhiều may mắn xin hẹn gặp lại quý anh chị trong các chuyên mục sau xin chào và hẹn gặp lại